ra WhatsApp cho các bạn. Thì cũng chắc cỡ 3 bữa hay mới gặp lại. Hai bữa giờ bận quá bạn. Thì hiện tại mình về một số món rất là nhiều luôn, như là B4 rò nè, rò hiện tại rất là nhiều máy luôn, toàn bộ mình về là máy khác hết các bạn. Rò 3 hớt các bạn, 3 hớt là máy rò, 2 hớt là máy slim, còn máy phát thì mình chỉ về máy 1200 thôi, 1000, 1100 không về. Giá thì mình sẽ cập nhật trên web vậy. Sweetline nè, Sweetline hiện tại mình cũng về rất là nhiều máy cũ, có máy mới có. Và để video hôm sau thì mình mới về bản Animal Crossing nữa bạn, rất đẹp. Máy mới ha, thì bản đó là vừa ra như là tháng 11 các bạn. Vừa ra tháng 11 sau cái con mà Switch OLED Mario á. Hiện tại giá đang lên các bạn. Máy Sweetline thì đang bỏ hát các bạn, hát hot chip phun bóc túi dán màn nấm bảo hành 3 tháng. Và giá hiện tại là 1.4 triệu. Đó với màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu xám, đủ màu, 5 màu các bạn. Còn Pokemon là 4.5 triệu, vẫn là hát mod chip các bạn, toàn bộ là máy hát mod chip ha. Hiện nay có nhu cầu mua cái liên hệ mình, thấy giá mình luôn cập nhật trên web các bạn. Còn máy mới á, hiện tại là mình còn một con màu hồng là giá là 5 triệu. Máy mới các bạn, đây máy mới là mình còn một con màu hồng giá là 5 triệu ha. Ok, ở đây con Animal Crossing là để cái video sau mình tập hợp con này ra các bạn xem ha. Thì các bạn đặc biệt con này là hiện tại là giá là 5.5 triệu. Bạn nó có cái đặc điểm là các bạn thấy ngoài sau nó có cái hình của Animal Crossing nó rất là đẹp. Con này là ra tháng 11, giá nó cao một tí, nó tới 5.5 triệu lần. Hát mod chip máy mới bạn, hát mod chip 256 GB, túi dán màn nấm bảo hành 3 tháng, nó có họa tiết, một số họa tiết màu hồng với lại màu xanh. Thì cũng sắp tới thì chắc mình nghĩ cũng sẽ về con Sweetline mới nữa. Hiện tại là những con này là máy cũ 99, xanh, hồng, vàng, xám, đủ màu hết các bạn, tùy các bạn chọn là 4.4 triệu. Rồi ở đây là con RO các bạn, RO là máy hát 9.0, có 70, có 71, có 72, tùm lum hết, toàn bộ là máy zin nữa bạn, 7200, toàn bộ là máy Nhật ha, mình chỉ về máy Nhật thôi bạn. Bạn coi nè, con máy nè, không mà sao nó có siêu các bạn, anh em nè, hiện tại trên thị trường bây giờ nó có bán siêu của Trung Quốc luôn bạn. Đây cái siêu nè, anh em thấy cái này không, muốn bảo con máy mình chỉ lột cái này ra thôi, nhưng mà trên thị trường bây giờ có siêu luôn bạn, nên không biết được là nó zin hay không thôi. Cái con này là chui cắm số 8 nè, con này là 7200 nè, còn 70, 71 á là nó là nhắc lớn, đây 72 các bạn, 72 nhiều lắm, mình săn được 72 quá trời luôn, 72 luôn nè. Con này màu trắng là rồ, màu trắng săn được mấy con màu trắng rất đẹp. Rồ săn được rồ quá trời luôn. Hay là cận Tết mà săn được mấy con rồ này rất là hiếm luôn. Thì nên như mình video trước mình chia sẻ anh em rồi, nếu mà TV các bạn là từ 65 trở lên thì mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng con rồ thì sẽ hợp lý hơn. Tại vì điểm ảnh cấu hình nó lên, đồ họa lên nó đẹp hơn, nó thấy được những hột mụn đúng không bạn. Nó ok ha. Còn nếu mà anh em mà ít tiền hơn thì các bạn có thể chọn slim đồ hoặc fast cũng được. Hai con này 1200 thì con fast với lại con slim thì nó sẽ ngang ngửa với nhau. Nếu mà phát 1200 slim, nhưng mà bề ngoài thì cái hàng slim nó lại mỏng hơn so với hàng phát. Như ở đây là ba con phát đi, có phát trắng luôn bạn, phát trắng nữa, phát này là phát limited nè, bản Final Fantasy đó. Ví dụ mình lấy một con slim lên đây đi, ok các bạn thấy hai con là nó độ trên lệnh không, nó chỉ khác nhau mỏng vậy thôi, kích thước của máy thôi. Thì máy mình toàn bộ là máy hát hết các bạn, mình chỉ làm máy hát thôi đó. Đây là xuống mệt quá. Thì con slim hiện tại là máy không hợp là 6.2 triệu, máy có hợp là 6.4 triệu cộng thêm 200 các bạn. Con fast là 5.4 triệu, fast có hợp là 5.6 triệu, rô không hợp là 7.8 triệu, rô có hợp là 7.8 triệu các bạn. Toàn bộ là máy hát hết, máy không hát hiện tại là mình chưa có. Và nếu có nhu cầu mà đổi máy mà từ Switch ra Switch qua B4 hoặc là B4 qua Switch thì cứ liên hệ mình nói cho các bạn có những cái đời máy thấp hơn B3, B4, các bạn có nhu cầu nâng cấp đời máy cứ liên hệ mình hỗ trợ cho bạn. Ok, ngoài ra những cái phụ kiện của nó cũng mới về nữa nè, mình cũng chưa kịp để video ngày mai đi ha. Đây phụ kiện nè, như cái ốp này rất là hay nha, hàng này là hàng của Dolby các bạn, để video sau thì mình mở hộp ra cho bạn xem mới và luôn. Ốp này là ốp TPU, là nhựa silicon nhưng mà của Dolby là một hãng thứ ba rất là lớn ở Trung Quốc đó. Đồ của đồ mà có tên thương hiệu thì nó sẽ chắc chắn khá là ok ha bạn, không như những cái hàng mà no name là không có thương hiệu. Cái ốp này, cái grip nè, grip của Line nè, ốp trong nè, ốp của Line, con này là mới về nè mày. Thì anh em hỏi cái đó nhiều quá nên mình cũng chọn ra thử cái nào mà ok mình mới về thôi. Con này quạt của B4 là phát rồi, slim xài hết kiện thấy hào ha. Và có về cái này nữa để video ngày mai đi bạn, video này chắc không kịp luôn rồi. Cái tai các bạn, tai DC này thì nó có rất là nhiều hãng ha, nó có loại 1, loại 2, loại 3 tùm lum hết. Hay một cặp tai này nè, rất đẹp ha. Hay một cặp tai này là 700, đó là Socon, đó là hàng mà loại mà có thể nói là rep 11 xài rất là ok. Thì con này là ngon bổ rẻ luôn, nếu mà các bạn mà bỏ 700 nữa các bạn cũng chưa mua được một tai chính hãng mới. Tai chính hãng mới nó sẽ rơi vào khoảng 1.5 triệu các bạn, 1.5 triệu xấu mắc hơn rất là nhiều. Và anh em chơi tai này cũng rất là ngon, nó là tầm trung khá là ok để anh em có thể sử dụng. Tai DC thì cũng khá là ngon ha, cái mình về là loại 1 các bạn, cho nãy nó có rất nhiều loại ha, mình chỉ về là cao nhất để anh em chơi. Nó tai chính nó trên lệnh nó khoảng có 50-100 ngàn, bỏ 200 ngàn nó xài cái tốt hơn, nó ấy hơn các bạn.
nó nhiều tính năng hơn ha. Ok, hiện tại qua Switch OLED đó cũng giá cũng tăng một chút nữa. Bản đi ông bản trắng, bản Mario đây là 8.2, còn con S là Twin. Hiện tại hàng đây rất là khan, bốc hàng nhiều giá nó sẽ tăng lên khá là nhiều, khan hàng máy. Bộ cái mỏ sẽ là 8.4 ha. Một kiện khác thì mình xài từ tay rồi, tay và rất là nhiều, và tay Ori nữa các bạn, các kiểu. Cũng như cái túi cũng rất là hay, anh em biết anh em xem chưa. Túi này là 250 cả ha. Rất là nhiều. Túi Mario là 150 này. Quá nhiều luôn. Ok. Chưa rảnh để đập hộp con này nữa, chắc ngày mốt đi rảnh mấy bạn này bận quá không kịp. Không tranh thủ cho anh em. Rồi, mình cũng nghĩ là video của mình gọn tới đây thôi. Các bạn có nhu cầu các bạn có liên hệ giúp mình, nhớ bấm hành cái kênh giúp mình. Link á mình có để web, các bạn có thể xem vô đó xem tham khảo giá giúp mình. Nhiều anh em mà xem không có nắm được á thì bạn cứ liên hệ mình hỗ trợ các bạn ha. Ok, video của mình nhiều khi mà tin nhắn mình trả lời chậm quá, các bạn có thể là liên hệ gọi trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ nhanh nhất cho các bạn luôn. Nhiều lúc mình không trả lời kịp á các bạn. Đông quá, khách ghé tiệm đông quá thì anh em có nhiều các bạn mà ghé tiệm mình rồi biết rất là đông để hỗ trợ không kịp. Thực sự thì anh em còn cứ gọi gấp cho mình. Ok, video ngắn gọi tới đây thôi. Các bạn xem video này. Chúc bạn buổi tối vui.